xin kính chào quý vị và các bạn. Khối khí lạnh lệch đông suy yếu sẽ tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh thành bắc bộ trong đêm nay và ngày mai, nên thời tiết sẽ không có nhiều thay đổi. Trưa chiều trời nắng giáo, với nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Sau đó gần sáng ngày 16 tháng 12, một đợt gió mùa đông bắc mạnh sẽ tràn về nước ta, mưa gia tăng lên diện giải rác và nhiệt độ giảm dần. Từ đêm 16 tháng 12 trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá di chuyển vào các tỉnh trung bộ trời còn nhiều mây có sương mù giải rác vào đêm và sáng còn trưa chiều còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế và từ 29 đến 32 độ đối với các tỉnh phía nam đèo hải vân dự báo vào cuối tuần một đợt mưa lớn sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh thành miền trung quý vị chú ý có kế hoạch sinh hoạt phù hợp di chuyển sâu vào phía nam khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào nên thời tiết phổ biến không mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ, có nơi cao hơn. Riêng khu vực Tây Nguyên về đêm nhiệt độ duy trì trong ngưỡng rét từ 16 đến 19 độ, còn tại Nam Bộ từ 24 đến 27 độ. Chuyển ra những thông tin thời tiết trên biển, trong 24 giờ tới, hầu khắp các vùng biển nước ta từ Bắc, Giữa và Nam Biển Đông cũng như các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có gió ở mức từ cấp 5 trở xuống, nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý là từ 16 tháng 12, gió mùa mạnh tràn về, tình trạng biển động sẽ xuất hiện ở Bắc Biển Đông sau mở rộng dần xuống phía Nam. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý để có kế hoạch bám biển phù hợp hơn. Nhiệt độ trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ đều dao động ở dưới ngưỡng 32 độ. Đến với thời tiết của thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.